Dạ Thái, mến chào quý ông bà cô bác đang xem trên kênh Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay thì xe chở thi thể của em Diễm đang chuẩn bị tiến về đây, đang chuẩn bị về tới quê nhà rồi quý ông bà cô bác ơi. Đó, hiện nay thì tất cả những anh em đang chờ đợi đưa em về quê nhà. Đó thì phía xa xa của quý bà cô bác đó là xe cấp cứu đang đưa thi thể của em Diễm về. Thì hiện nay là ở trên cái đoạn đường quê này đó thì không có đèn gì hết trơn á, thì người nhà mới cắm một cái cây đèn ở phía đó. Đó hiện nay là xe tới rồi. Hiện nay là xe tới đó quý bà cô bác. Xe tới rồi các bạn ơi. Thôi cô Mười ơi, cô Mười đừng có khóc nữa cô Mười. Cô Mười đừng khóc nữa, để em đi thanh thản nữa cô Mười ơi. Rồi hiện nay đây là cái xuồng. Sẽ đưa thi thể của em vào bên trong nha. Quý ông bà cô bác cùng nhau cầu nguyện cho em nha quý bà cô bác ơi. Sẽ lái nếu mà đừng lái để lái đừng có làm những gì có thể là tiếp cận được nhà hảo tâm nhà bệnh viện để kiếm nha bước đi là bước nào đó là đi cà phê hoặc là có gì tu của gia đình Nói chung cái giây phút này thì Thái cũng không biết nói gì hơn. Thì Thái chỉ đứng đây và để mà quay lại những cái khoảnh khắc để cho gửi đến quý cô chú anh ông bà xem nha. Thì nói chung là Thái sẽ giữ im lặng để mà quý ông bà cô bác mình xem cùng nhau cầu nguyện cho em Diễm được giảng sanh miền cực lạc nha. Chưa từng quay lại bây giờ mày ai cũng quần sờ lõn á, để cho tay ấy rồi chuyển qua bên kia luôn chứ mày quần dài mày lười lắm chân lắm đó. Mấy dài đừng có kia. Quần sờ lõn tay đi chuyển qua bên kia đi, ai còn quần lõn lại tiếp thì được xuống đi. Kéo cái này đi, dọn cái đâu. Gãy được chưa ta? Gãy được không? Gãy được không? Gãy được không? Gãy được không? Gãy được không?
Ngoài lộ mà chứ gì. Nè 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 để cho xuống luôn nghỉ bước xuống luôn nghỉ không đứng như đây thì thấy ai ngồi cứ ngồi ở đây ngồi đó rất là xót xa luôn quý bà cô bác ơi, nhìn thật là cảm động luôn. Nhìn xót xa quá quý bà cô bác ơi. Tối đen như mực luôn quý bà cô bác. Nó hiện nay là trời tối đen như mực luôn. Nhưng mà bà con hàng xóm thì vẫn đến để chia buồn cùng gia đình và đón em từ ở ngoài đường đi vào. Thì từ ở đây đi vào bên trong thì khoảng 500 mét luôn quý bà cô bác. Đó. Thì hiện nay là những anh em đang đi theo thì do rất là đông những anh em chia sẻ thì Thái sẽ cập nhật sau chút xíu nữa. Thái bây giờ bên trong, Thái cập nhật cho quý bà cô bác mình ở bên trong nha. Nhìn rất là xót xa nha quý bà cô bác. Nhìn rất là xót xa luôn đó. Thái không biết nói như thế nào hơn nữa.
về hôm đó. Trời đụng quá sao mà ngộ trời. Dạ thì cuối cùng thì em Diễm cũng đã về tới nhà rồi quý ông bà cô bác ơi. Cái này các chú các bác đang chỉnh sửa lại cái di ảnh cho em để cho nó ngay ngắn. Lấy cái hàng đốt nó đây. Thắp nha lại.
nhang trong nhà. Lấy nhang ra, lấy nhang đốt qua đó đi. Bây giờ em đã được về tới nhà rồi đó quý bà cô bác ơi. Cô ơi cô, mình coi mình lấy cái đồ mình che kiến lại cô. Lấy cái mền hay gì đó mình che kiến lại. Những cái gì mà nó chưa nó phản chiếu á, mình che lại cho em. Hiện nay thì cô đang hấp hương. Thì bây gió em cũng đã về đến nhà rồi đó quý bà cô bác. Anh chỉ mệt quá à. Nó tới con ơi, giờ sức khỏe gì ba? Ba giờ ba cũng nghỉ ngay chỗ giờ. Nó chết rồi thì thôi chứ biết sao. Ba gầu con cái không khổ nữa. Thì phải giờ gầu rồi. Thì gầu gầu chứ ba cũng giữ sức khỏe. Ừ. Đừng nào quá mệt quá con nằm. Nằm nghỉ đi. Ừ. Trời ơi trời. Thôi nó về nó tới chỗ nó rồi sanh đẻ con xứ này. Giờ về nằm cũng nơi xứ này. Vào đây. Chú mà Thiên. Dạ. Cảm ơn mấy chú cho anh cũng cực khổ với nó về đây không biết nào chú trả ơn được đây. Dạ không sao đâu ông. Nói chung là tụi con cũng làm từ những người làm thiện nguyện. Yeah. Thấy hoàn cảnh của mình khó khăn thì tụi con đến để chia sẻ. Yeah. Để cho những ông bà cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước xem mà để mà hỗ trợ cho mình được cái gì thì được. Nói chung bây giờ cháu nó cũng đã về đến nhà rồi. Về tới xứ rồi đó. Dạ, về tới xứ nhà, quê nhà của mình rồi đó. Hồi nó sanh nó cũng qua đây. Bây giờ nó chết về đây, nó nằm gần bà nội nó cũng được rồi. Chú ơi, rồi hồi kháng chiến giữ gìn con cháu tới không hao một đứa. Giờ mẹ chẳng tức gì đâu. Mà số phần của cháu tôi nó chắc tới cháu rồi chứ đông mà nó qua đó mà làm mấy bữa mà sự cố nó xảy ra mà chết tập thể như vậy. Giờ nó còn đứa chị với đứa em nó hết luôn rồi. Đứa chị nó với đứa em nó, đứa em trai được 8-9 tuổi gì đó. Bỏ cha mẹ anh em nó đi rồi. À, cô ơi, con cháu công lớn liền ta ở thì mình ở đời cho người ta thương. Có chuyện gì người ta cũng bu đen lại hết. Thiệt. Thôi ông cũng đừng có buồn nữa nghe ông. Dạ. Nếu mà ông mệt đó thì ông cứ nằm nghỉ nghe ông. Dạ, ông mệt thì ông cứ nằm nghỉ nghe ông. Đấy rồi con. Thái cũng không dám hỏi gì nhiều đúng không bà cô bác ơi. Tại vì cái giây phút này thì nó rất là xúc động, dễ gây cho ông cái niềm xúc động đó. Tại vì ông cũng lớn tuổi rồi. Thì bây giờ thì em cũng đã về đến nơi nhà rồi. Nói chung là cái nơi mà em được sinh ra. Và cái nơi đây cũng là cái nơi mà em nằm xuống. Thì hiện nay thì những bà con cô bác nói chung là dòng họ thì cũng đã về đầy đủ rồi. Thì Thái cũng xin khép lại cái video này ở đây. Thì ngày mai thì Thái sẽ cập nhật cho quý ông bà cô bác những cái clip tiếp theo nữa nha. Và bây giờ thì Thái xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ông bà cô bác ở những cái clip tiếp theo ạ.